Bây giờ thì cái phần cà nó ra cái màu nước rất là đẹp luôn rồi các bạn. Mình sẽ cho mấy cái phần nguyên liệu còn lại của chúng ta vào nha. Đậu hũ nè, cà chua luôn nè. Thì Lê xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay giờ này là khoảng tầm 2 giờ mấy. Em đi ra ngoài đồng, em kiếm những con cua. Định là bắt cua về chúng ta làm một cái món ăn cho buổi chiều này các bạn. Các bạn xem và ủng hộ cho em nha. Thank you.
Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn. Có đi ra ngoài đồng để mà bắt mấy con cua đồng nha các bạn, cũng được một ít. Về hôm nay mình sẽ nấu món đi cua đồng gửi đến các bạn nha, mời các bạn cùng xem mình thực hiện nha các bạn. Thì các thành phần mà mình chuẩn bị cho món bún riêu cua đồng này thì mình nấu đơn giản thôi à các bạn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thì mình có một cái đòn chả với miếng tàu hũ, rồi giá, rồi cà chua với ít rau thôi. Mình nấu đơn giản à các bạn ơi. Mình sẽ tét cái này của nó ra, cái này cái yếm của nó nè. Đó, mình sẽ bỏ cái phần này ra đi, mình bỏ bên đây nha. Rồi mình sẽ lặt con cua này ra, tét cái phần trong này ra. Đây, nó có một phần gạch ở trong. Còn đây là phần thịt của nó nè các bạn. Mình bỏ cái này đi. Đó các bạn ơi, giờ mình sẽ cái phần gạch ít ở phía bên trong của con cua nè các bạn. Có một ít gạch này nè, mình dùng cái muỗng mình sẽ lấy phần gạch này ra. Đó các bạn ơi, vậy là xong nha. Đây nó có ít nước nè, thì mình bỏ cái nước này đi. Sẽ đâm cái phần thịt cua này nha các bạn. Mình đâm nó ra nha, mình sẽ đâm thật là nhuyễn luôn. Trong lúc mà mình chờ đợi cái phần thịt cua của mình đó các bạn, nó được săn lại, thì bây giờ mình sẽ xử lý phần cà và các nguyên liệu ở đây nha. Ở đây thì Phương có 4 trái cà nè các bạn. Thì bây giờ Phương sẽ xắt hạt lựu 2 trái. Hai cái trái này sống thì mình sẽ xắt hạt lựu.
còn lại thì con sẽ sắc mút cao nha. Phần thịt cua nó đã nổi lên trên bề mặt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt nó lên nha. Mình sẽ cho mấy phần nguyên liệu còn lại của chúng ta vào nha. Đậu hũ nè, cà chua luôn nè, với lại là chả đòn luôn. Mình sẽ cho hết vào. Em có một ít đường, ít bột ngọt và một ít muối. Giờ em sẽ nêm vào trong phần nước này. Mình chỉ cần đợi nó sôi nữa thôi các bạn. Hoàn thành xong món bún riêu cua theo công thức của miền Tây các bạn, đơn giản thôi. Nhờ xin mời các bạn cùng dùng với mình nha, rất là thơm luôn các bạn. Bún riêu cua đồng nha. Đây. Ngon thật luôn. Ngọt quá các bạn ơi, rất là ngọt thật luôn. Đây xem cái phần thịt cua nè, phần thịt cua rất là ngon luôn nha. Ta làm bán đó các bạn, thì thịt cua này nè, người ta sẽ trộn hợp dịch trong chấm để cho nó được nhiều hơn các bạn. Em thì không có trộn hợp dịch vô, mình để nguyên chất vậy luôn.
Chả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha.